tiền tổng. Ông cứ pháp phương ở đây thì gặp rồi. Mỗi phái đoàn 6 nén thôi mà, có 3 đoàn là 18 nén. Mà nói nhiều sao hết tiền bạc. Nói xong cũng cầm gương. Anh Đạo Phật, xin thưa các ông các bà cùng toàn thể anh chị em con cháu trong dòng họ Vũ tộc, thì tôi cũng xin đại diện cho ngành dưới, chi dưới, tôi xin trân trọng giới thiệu với các vị tất cả. Thì đây là hai ngôi mộ cố tổ, là cố ông Vũ cao tổ khả Vũ Phi Công Quý Khoái, cụ từ Yên Bô về. Đây là cụ bà cao tầng tổ tỷ, cụ bà là Mai Thị Húy Vịnh. Đấy là hai cụ bây giờ mới sinh ra hai người con trai là bố mộ ở bên kia. Còn cái cụ nằm ở phía đằng tây đây là cụ Cao Đinh Thị Huy Chánh, là cụ là con đầu thứ, cụ là con đầu thứ, là cụ nằm đây cùng với bố mẹ. Thì xin trân trọng giới thiệu tất cả với các vị và trong họ như vậy. Còn về cái phía bên kia là cố Nội Thông ông nằm ở phía đằng đông, cố Phạm Thị Huy Năng là cố bà là chính thất, cố Đinh Thị Huy Sơn là mộ thứ ba, cố thứ tư là con trai thứ hai em cố Nội Thông là Vũ Đức Huy. Ê, xin trân trọng giới thiệu tổng thể là như vậy. Thì hai bốn ngôi mộ đấy là bắt đầu với xin các cơ cố xin ra các ngành tất cả con cháu dòng tộc họ Vũ đến đời bây giờ. Thưa các vị vậy. Con cháu trân trọng giới thiệu các vị, các chị cả chị chú chị ba ta chuẩn bị vào dâng hương kính tổ. Bây giờ con xin tất hậu xã Hùng Tiến, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, kính bạch chư tôn thiền đức, kính thưa các cụ các ông bà cùng con cháu trong dòng tộc nội ngoại họ Vũ thôn Quy Hậu, xã Hùng Tiến, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, cũng như họ Vũ gốc tổ Tiên Hưng, xã Yên Phú, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình. Ngày hôm nay nhằm ngày 26 tháng 10 năm 2022 năm Nhâm Dần, nhớ ngày Húy Kỵ của chân linh cụ tổ ông Vũ Quý Công Quý Khoái, cũng như một sự kiện hy hữu của dòng tộc họ Vũ làm Quý Hậu hôm nay, sau quá trình khẩn trương xây dựng mộ phần cho tiên tổ, khu lăng mộ thượng tổ Vũ tộc thôn Quý Hậu, xã Hùng Tiến đến nay đã được hoàn thành. Nhân ngày Húy Kỵ của cụ tổ, con cháu tề tựu trở về khu vực thiên táng nơi an nghỉ mộ phần của tổ tiên nơi đây, lễ phẩm tâm thành, lễ bạc lòng thành các con cháu đã thành kính dâng lên trước án. Giờ phút này đối trước lăng mộ trang nghiêm trọng thể, gia đình các con cháu chắt chút các đời, các chi các ngành của nội ngoại tộc họ Vũ thôn Quý Hậu cũng như họ Vũ thôn Tiên Hưng trở về đây thắp nén tâm hương để kính cáo tổ tiên. Mở đầu phái đoàn xin được trân trọng giới thiệu và kính mời đoàn đại biểu của con cháu ngành trưởng họ Vũ thôn Quy Hậu do ông Vũ Văn Hiền làm trưởng đoàn vào dâng hương kính tổ. Bên phía đằng tây là đồng quỳnh, trên chữ cụ ông kia cụ ông nằm phía đằng tây đây. À như là phần bạch thầy đây để tổ này đĩa quả ở chỗ tam quan đấy. Bên đây bỏ đĩa hoa, bỏ đĩa quả xong mé đi không để các thành các chi đây, người ta các chi.